Trong tập trước, Thạch Hạo đã tiễn một tên thanh niên khinh thường tộc nhân tội huyết lên đường. Nữ tử còn lại chứng kiến chuyện này cũng hoảng hốt vô cùng. Thấy Thạch Hạo đơn độc một mình, cô ta lập tức uy hiếp. Chọc vào bọn họ nhất định sẽ không thể sống để rời khỏi tội châu này đâu. Cô ta hô hào tất cả mọi người ở đây cùng nhau xông lên giết chết nam chính. Ban nãy chèn ép, bây giờ lại mặt dày muốn bọn họ nghe lời mình. Nào có lý lẽ như vậy. Người bên dưới lập tức tỏ thái độ phản đối và đứng về phe Thạch Hạo. Có ngon thì giết sạch bọn họ xem nào. Tới luôn đi, hỗn chiến luôn. Cô ta nghe xong cũng tái mặt, nhưng trên miệng vẫn uy hiếp, khán tội tạo phản cho tất cả mọi người ở đây. Thạch Hạo phản bác, cô ta không phải là chủ, mà mọi người ở đây cũng không phải là tôi tớ. Nói gì là tạo phản chứ? Cô ta cứng họng không nói được lời nào nữa. Thạch Hạo chậm rãi tiến lên và tuyên bố, muốn giết mình thì tới đi. Không còn cách nào khác, cô ta đành phải triệu hồi bảo thuật ra tấn công. Tiếc rằng chưa kịp thể hiện sức mạnh thì đã bị nam chính dùng một chiêu diệt sát. Đám người bên dưới chứng kiến chuyện này liền nhiệt huyết sôi trào. Lần này không có đại giáo áp chế, bọn họ cũng có thể tự do đi lên đàn tìm cơ duyên rồi. Mọi người đồng loạt chạy về tế đàn. Thạch Hạo thì đứng lại chặn đường, cậu sẽ cho đám người đại giáo biết thế nào là báo ứng. Cậu tuyên bố hôm nay sẽ trấn áp 10 phương, không cho phép những đại giáo và đạo thống ức hiếp tội nhân tộc huyết đi lên đàn. Ai dám tới gần một bước, giết không tha. Đám người của đại giáo cực kỳ bất mãn với điều này. Bọn họ vẫn cứng miệng cho rằng Thạch Hạo chỉ là tiện dân tội huyết. Đi quá giới hạn đăng đàn đã là đại tội rồi, vậy mà còn giết chết đệ tử đại giáo rồi chặn đường. Gan đúng là to bằng trời. Sự cố chấp ngông cuồng của bọn chúng nhanh chóng bị trả giá. Thạch Hạo dùng tốc độ sấm sét lao đến, tiêu diệt tên thanh niên vừa mới bày tỏ thái độ. Những người còn lại thấy vậy, lập tức nhìn nhau ra hiệu xông lên. Tất cả cầm vũ khí lao lên tấn công, điều này lại quá đúng với ý. Thạch Hạo chỉ sợ bọn chúng hèn nhát thì mình không tiện ra tay. Cậu lấy ra trường kích múa vài đường. Mỗi lần vùng trường kích đều tiễn một tên ra đi. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ đệ tử đại giáo ở chỗ này đều bị tiêu diệt. Quá mạnh mẽ rồi. Cậu lên tiếng nhắc nhở các đệ tử tội huyết. Nếu như bọn họ vẫn không dám vượt lôi trì tiến lên, vậy thì từ bỏ thí luyện về nhà đi. Ngay cả thí luyện cuối cùng cũng không dám tranh giành, thì cần gì ở lại đây. Lời này cũng giống như một lời cảnh ngộ. Bọn họ đều cảm thấy có lý. Thạch Hạo dám phản kháng, bọn họ tại sao phải sợ này sợ kia. Thế là cả đám hô hào cùng nhau xông lên, trợ giúp lẫn nhau. Thạch Hạo đi tới các hướng khác để kiểm tra xem có tên đệ tử đại giáo nào dám cả gan làm bậy nữa không. Tốc độ di chuyển của cậu quá nhanh, điều này làm cho những người chứng kiến phải há hốc mồm. Lực lượng áp bách ở đây nặng như núi, đi bộ thôi cũng khó khăn rồi. Vậy mà tiểu tử này lại tùy ý vượt qua. Tại những nơi khác vẫn có nhiều đệ tử đại giáo ức hiếp tộc nhân tội huyết, không cho bọn họ đi lên đài. Hành động này nhanh chóng phải trả giá đắt. Vì Thạch Hạo đã đi tới, cậu lao xuống như một vị thần, cơ thể bạo phát sấm sét, không cần nói lời nào đã phóng ra công kích tiễn bọn chúng lên đường. Rất nhanh sau đó, phong tỏa các con đường đã được loại bỏ, Thạch Hạo hô hào xông lên. Mọi người thấy vậy liền phấn khởi cùng nhau tiến lên đài. Các đại giáo ở bên ngoài nhờ vào một cái bảo kính nên chứng kiến được toàn bộ sự việc ở bên trong. Phần lớn đệ tử của bọn họ đều đã bị tiêu diệt. Có một số đệ tử vượt lên trước nên mới thoát khỏi kiếp nạn để tiến lên đài. Vì chỉ có tinh thần tiến vào không gian linh giới nên những người bị diệt sát đều sẽ bị trục xuất ra ngoài. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại mất công đi về tay trắng mà chẳng có thu hoạch nào cả. Cô gái của Yêu Long Đạo Môn mới bị Thạch Hạo diệt sát nên bên trong linh giới vô cùng điên tiết. Yêu Long Đạo Môn lại bị một tiểu tử tội huyết sỉ nhục, lẽ nào cứ trơ mắt nhìn tiểu tử đó độc chiếm ngôi đầu. Cô ta muốn bẩm báo giáo chủ để xử lý tiểu tử đáng hận này. Nhưng tên thanh niên của Hòa Vân Động lại cảm thấy không cần. Tiểu tử đó rêu rao như vậy là tự chuốc họa vào thân, tự sẽ có người xử lý. Đúng như những gì hắn ta đã nói, bên trong linh giới xuất hiện 6 tên thanh niên, bọn chúng tiến hành càn quét tộc nhân tội huyết. Trên tay bọn họ đều cầm một cái hộp, từ tầng 4 đi xuống mà vẫn duy trì tốc độ nhanh như vậy. Thực lực chắc chắn kinh người, đám người tội huyết hoảng sợ bỏ chạy. Thạch Hạo thì vẫn y nguyên, đứng yên đối mặt với 6 tên thanh niên kia. Bọn chúng vừa mở miệng đã tỏ thái độ khinh thường. Cậu thẳng thắn đáp trả lại, có tội hay vô tội, là cát hay hung, không phải do bọn chúng áp đặt. Bọn chúng thừa nhận là mình không biết rõ ân oán thị phi như thế nào. Nhưng mà Lục Quân Vương muốn lấy cái mạng của cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Thạch Hạo nghe xong liền cười lớn mỉa mai. Chỉ bằng mấy tên nô bộc tạp dịch này mà cũng muốn lấy mạng mình. Thực lực mỗi người ở đây đều có thể tự làm cường giả một phương nhưng lại cam lòng nghe lệnh người khác. Không phải nô bộc tạp dịch thì là thứ gì?
Những lời này làm cho bọn chúng tức giận. Tên thanh niên dẫn đầu lập tức phóng về phía Thạch Hạo một đốm lửa. Đốm lửa bùng cháy thành ngọn lửa lớn bao vây Thạch Hạo ở bên trong, chặn hết đường lui. Chuyện kế tiếp là phóng xuống một trường lực, quy lực chiêu thức quá yếu ớt. Cậu chỉ cần dùng một chút sức lực đã ngăn cản đòn công kích và đẩy lui đối thủ. Nhận thấy tiểu tử này khó chơi hơn dự kiến, hắn ta liền mở cái hộp. Bên trong hộp là khối bảo cốt của Chu Tước. Thi triển bảo cốt, con Chu Tước lao về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo ngưng tụ sức mạnh thành nhiều đóa hoa ngăn cản. Một tên thanh niên bên cạnh lập tức ra tay hỗ trợ. Hắn ta cũng mở hộp lấy ra một cái bảo cụ. Món đồ này có khả năng phóng ra lôi điện. Luồng sức mạnh lôi điện tập trung đánh về phía Thạch Hạo. Tiếc rằng hôm nay hắn ta lại chọn nhầm mục tiêu. Thiên kiếp cậu không sợ, chút uy lực sấm sét này tính là gì? Công kích chỉ giống như đang gãi ngứa. Cậu mỉa mai bằng cách yêu cầu bọn chúng tấn công thêm lần nữa. Cảm thấy tình thế đang nằm ngoài tưởng tượng, một tên khác cũng lấy ra bảo cụ sử dụng. Lần này là một con rồng. Rồng vàng lao lên định làm thịt nam chính nhưng lại bị ngăn cản dễ dàng. Biết tiểu tử này khó chơi, bọn chúng đều đồng loạt sử dụng ra bảo cốt. Đem bảo cốt của 6 người mạnh nhất liền kết lại tạo thành một cái trận pháp. Sức mạnh ngưng tụ thành một cơn gió chấn áp Thạch Hạo. Uy lực được miêu tả là đã chém giết vô số cường địch. Uy lực tuyệt luân. Thạch Hạo sử dụng ra côn bằng pháp, phá tan chiêu thức của đám người bên kia rồi tuyên bố mặc kệ bọn họ sử dụng ra bảo cụ bảo cốt gì. Nếu như muốn động thủ thì bảo lục quan vương gì đó tự mình đến. Lời này như là một cú tát vào mặt bọn chúng. Bọn chúng vẫn nộ quyết phải khiến cho Thạch Hạo vạn kiếp bất phục. Thế là cả đám lập tức dung hợp 6 món bảo cụ lại thành một cái vòng tay hoàn chỉnh. Sức mạnh từ vòng tay cuồn cuộn bạo phát ra ngoài chấn vỡ các cây cột kiến trúc xung quanh. Hóa ra vòng tay đó được ngưng tụ từ sát ý mãnh liệt của một tên cường giả nào đó. Toàn thân hắn tỏa ra khí thế ngút trời, trông cũng rất là hùng hổ. Tên cầm đầu đám thanh niên được đà gáy sớm, sau đó điều khiển 6 món bảo cụ tấn công dồn dập. Thạch Hạo tạo ra một cái kết giới ngăn cản. Bóng hình kia lại ngưng tụ ra một thanh kiếm siêu to khổng lồ của bà Tần. Kiếm khổng lồ đâm xuống dưới định phá hủy kết giới. Thạch Hạo lại ngưng tụ sấm sét, rồi bạo phát sức mạnh phá tan tất cả công kích và đánh cho bóng hình của tên cường giả tan tác. 6 người bên dưới thấy vậy cũng nhanh chóng biến hóa chiêu thức, lần nữa dung hợp bảo cụ lại. Bảo cụ phóng xuống công kích. Thạch Hạo phải bay lòng vòng tránh né rồi tìm cơ hội phản kích. Cơ thể cậu điên cuồng tỏa ra sấm sét, trên miệng cũng tuyên bố rằng mặc kệ lục quan vương gì đó, con đường cậu đi không ai có thể ngăn cản. Sức mạnh cuồn cuộn tụ tập lại khiến cho bầu trời nổi mây đen. Một đồ án kết giới khổng lồ xuất hiện được tạo ra. Thạch Hạo vẫy tay điều khiển sức mạnh tấn công. Vẫn chỉ cần một đòn duy nhất liền phá tan bảo cụ của kẻ địch. Đám người bên dưới há hốc mồm vì chuyện này, bọn họ bắt đầu suy luận. Có người thì cho rằng Thạch Hạo là tiên kim thông linh, có người thì suy đoán cậu là thái cổ hung thú nào đó hóa thành hình người. Chứ còn người làm gì có sức mạnh khủng khiếp, dùng tay không phá tan bảo cụ như thế này được. Bạn ấy đều là bọn chúng tấn công trước, Thạch Hạo cảm thấy mình mà không trả lễ thì không có được. Giờ đã tới lượt cậu ra tay rồi. Thạch Hạo dùng tốc độ sấm sét, chỉ trong nháy mắt đã di chuyển ra phía sau từng người, rồi dùng tay không đập cho cả đám không kịp chăn chối. Mọi việc đã giải quyết xong, đã thanh trừ sạch sẽ. Thạch Hạo lập tức đi lên đỉnh tế đài lấy bảo vật trên đỉnh. Thay vì phải quốc bộ đi cầu thang như những người khác, thì cậu lại trực tiếp bật nhảy lên từng tầng. Điều này càng làm cho đám người đứng xem há mồm. Đây chính là chí tôn cổ đàn. Áp lực tầng trên sẽ mạnh hơn tầng trước mấy lần. Vậy mà đối với cậu lại như trò trẻ con, trực tiếp bay thẳng lên, đúng là quái vật. Đến đây thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé!